Điều thứ hai, sống có ý nghĩa, tự khắc xinh đẹp, không ngừng cố gắng học hỏi và kiếm tiền. Có những điều phụ nữ nên làm mỗi ngày, kiên trì và cố gắng. Hai trong số đó là học hỏi và kiếm tiền. Phụ nữ đẹp á, không chỉ từ bề ngoài mà còn từ khối óc, tri thức và nhân phẩm. Phụ nữ thông minh á, và có thể kiếm tiền luôn có thể là phụ nữ đẹp. Vì chỉ cần bạn có tri thức để trở nên khéo léo, tinh tế trong mắt người khác, bạn có thể khiến mình nổi bật hơn, bạn tự khắc xinh đẹp trong mắt người khác hơn. Quan trọng là đừng bao giờ ngừng trau dồi tri thức và cố gắng mỗi ngày. Phụ nữ xấu chính là phụ nữ nghĩ mình đã biết đủ và không có thể tự kiếm tiền của chính mình được. Thật sự phụ nữ khi không lo lắng, không sân si vướng bận, có một cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng, luôn xinh đẹp bất chấp tuổi tác. Nhưng không hẳn bạn phải là người sinh ra trong nhung lụa, không lo nghĩ gì, hay là người có tiếng phú quý vay lấy thân thì mới có thể sống nhẹ nhàng được. Bình yên là từ trong lòng mà ra. Cuộc sống thản nhiên từ tốn hay là vội vàng vướng bận, bạn đều có thể lựa chọn được hết. Vì vậy là hãy luôn giữ cho lòng thanh thản và bình yên nhất. Điều gì đến nhất định phải đến. Chuyện gì qua rồi cũng đã qua. Hãy nghĩ rằng bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Và hạnh phúc vốn nằm trong hướng bạn muốn thấy, muốn nhìn.